Huỳnh Anh, tình cũ Quang Hải bỏng hóa cô đồng sau 2 năm chia tay. Sau bao nỗ lực, cuối cùng Lê Bóng đã được xuất hiện trên đài VTV Chuyện Tâm Linh, Hương Lý gặp khách ở Thái Lan, hậu chuyển giới. Em ruột Ngân 98 sở hữu nhan sắc gây tranh cãi. Dispatch đưa tin Karina Espa hẹn hò với diễn viên Lee Jae-gook. Sau việc lấy chồng ngoại quốc, người sống sang chảnh, người được mẹ chồng chiều hết nấc. Huỳnh Anh, tình cũ Quang Hải bỏng hóa cô đồng sau 2 năm chia tay. Khán giả bất ngờ với chiếc nhan sắc của nàng hot girl Nha Trang. Huỳnh Anh là một trong hai cô gái hiếm hoi được cầu thủ Quang Hải công khai là bạn gái trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi cũng không đi đến đâu sau một thời gian ngắn hẹn hò. Thời điểm ấy, có nhiều thông tin cho rằng chân sút Đông Anh bị bạn gái cấm sừng trước khi chính thức đường ai nấy đi. Tuy nhiên, một người quen của Quang Hải đã xác nhận cặp đôi chia tay trước khi ồn ào của Huỳnh Anh nổ ra nên không có chuyện như dân mạng nói. Bẩn đi 3 năm, và cũng mới đây, dân tình không khỏi ngỡ ngàng khi nàng hot girl Nha Trang bất ngờ xuất hiện trong diện mạo của một cô đồng. Nhan sắc của cô nàng được khen ngợi xinh xắn. Chú thích cho loạt ảnh được chia sẻ, Huỳnh Anh bộc bạch, cuối cùng cũng được về nhà và không giải thích gì thêm. Được biết Huỳnh Anh sống ở Hà Nội, có bố là đại gia nổi tiếng và đang làm việc ở Singapore. Trong khi mẹ cô nàng là doanh nhân thành đạt kinh doanh mảng khách sạn, cô cũng từng là một du học sinh Singapore trước khi yêu Quang Hải. Giờ đây Huỳnh Anh đã trở thành một cô đồng có căn số, sở hữu chiếc nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Mong cho con đường tu tập của cô nàng sẽ thật rạng rỡ và tinh tấn. Sau bao nỗ lực, cuối cùng Lê Bóng đã được xuất hiện trên đài VTV, góp mặt vào vũ trụ điện ảnh của VTV. Cô ấy giỏi thật sự. Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân của mình, cô nàng TikToker Lê Bóng vừa đăng tải chiếc video chia sẻ với khán giả việc mình sẽ góp mặt vào một bộ phim trên sóng truyền hình VTV. Được biết, cô nàng này đã rất nỗ lực, chăm chỉ học hỏi rất nhiều, thay đổi bản thân từ một cô nàng TikToker thị phi và dần trở thành một nàng MC đài truyền hình. Giờ đây cô lại chính thức được xuất hiện trên màn ảnh Việt. Đây cũng được xem là một thành công vô cùng to lớn của Lê Bóng. Khác xa với hình ảnh trước đó của mình, giờ đây cô nàng đã có nét đẹp nữ tính, dịu dàng, không còn ố dề hay nhận lại nhiều lời chỉ trích như trước nữa, mà thay vào đó khán giả đã phần nào yêu quý và chấp nhận cô hơn. Có người còn xem cô là hình mẫu về việc im lặng, làm và nỗ lực để thành công. Bên cạnh đó còn là tấm lòng vô cùng nhân hậu, Lê Bóng từng chia sẻ muốn xây nhiều trường học và đường đi dành cho các em nhỏ ở vùng cao. Chia sẻ về những thành tựu của mình, Lê Bóng nói thêm, hãy tưởng tượng ra những điều ngớ ngẩn nhất có thể. Hãy đặt ra những mục tiêu phi thực tế đến không tưởng, sau đó hãy chọn ra cho mình một cột mốc, không bao giờ quên nó, và rồi, một ngày bạn sẽ đến đích một cách bất ngờ. Chuyện Tâm Linh, Hương Lý gặp khách ở Thái Lan, phát hoảng vì được chứng kiến tận mắt. Mới đây, Hương Lý đăng bài chia sẻ về chuyện tâm linh tại khách sạn ở Bangkok, Thái Lan. Được biết, căn phòng 305 là căn phòng cuối cùng của tòa nhà này được thuê mà nghe nói hông nên thuê phòng cuối cùng á mọi người. Cô nàng chia sẻ khi đi tham quan phòng khác thì nó khá là bình thường, đến khi bước vô phòng này thì nhận ra không khí khá là u ám, mùi thì ẩm ẩm. Trên tường có treo bức tranh có hình năm mặt người, nhưng đều bị cắt, có người còn nguyên đầu, có người bị cắt nửa mặt và không có mắt. Khi nhắm mắt ngủ có nghe âm thanh bên tai phải là có người đang nói tiếng Thái cứ xì xào, và cô nàng còn không động đậy được. Cô bé khác thì bị như thể ai đang bịt miệng không cho nói, chỉ có thể quay sang nhìn bạn thôi. Chân cô bé cũng từ từ nâng cao. Trời ơi, nghe mà nổi da gà luôn quý vị ơi. Khi ba của Hương Lý vừa nhắc tới quỷ thì chiếc vừa liền đóng lại. Tiếng cửa phát ra khá là to sau khi nói dứt câu. Bình thường ba mẹ của cô nàng không có sợ như vậy, nhưng mà lại sợ chung là hiểu rồi ha. Kết quả là cặp đôi đó phải xuống phòng của Hương Lý ngủ vì quá là sợ. Ngày hôm sau thì kêu hướng dẫn viên đổi phòng ngay. Có mấy bà có tin vào chuyện này không? Hậu chuyển giới, em ruột Ngân 98 sở hữu nhan sắc gây tranh cãi, hứa hẹn nối gót chị mình trong tương lai. Ngân 98 có thái độ nghiêm khắc khi nhắc về em ruột, tiết lộ nguyên nhân dù rất yêu thương nhưng không muốn sống chung nhà. Chị cố gắng chị xây căn nhà vô, có chị lo không nha, Ngân không cho em Ngân một cái tư tưởng đó luôn, Ngân không cho em ruột của Ngân ở trong này luôn. Vô chơi vài ngày một tháng thì được, chứ mà ở luôn Ngân không cho. Vừa qua, cô nàng Ngân 98 gây chú ý cộng đồng mạng khi tiết lộ mình có một người em ruột, vừa chuyển giới thành nữ. Chính vì vậy, thông tin về nhan sắc em ruột Ngân 98 cũng được các cư dân mạng để ý và truy lùng. Sau đó, các trang mạng xã hội của em ruột Ngân 98 cũng nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý của dân tình. Được biết, em ruột của Ngân 98 có tên là Phương Anh, vừa tốt nghiệp cấp 3. Trên trang cá nhân, Phương Anh cũng không ngần ngại đăng tải nhiều hình ảnh cá nhân, thậm chí mới đây còn vui vẻ đăng tải loạt khoảnh khắc chung khung hình với chị gái nổi tiếng trong video. Có thể thấy hai chị em thân thiết, vui vẻ nắm tay sánh đôi tạo dáng. Phương Anh sở hữu sắc vóc rạng ngời, xinh xắn không thua kém chị gái Ngân 98. Dispatch đưa tin Karina Espa hẹn hò với diễn viên Lee Jae-gook, họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tưởng rằng năm nay Dispatch sẽ lui về ở ẩn, thế nhưng lại đánh đúc con dân bằng màn khui tin hẹn hò chấn động. Theo thông tin độc quyền từ Dispatch,
cặp đôi hơn nhau 2 tuổi đã dành thời gian tìm hiểu nhau tại hàng ghế đầu show Grada diễn ra vào ngày 14 tháng 1 tại Ý và từ đó bắt đầu hẹn hò. Dù lịch trình quảng bá của S3 và quay phim của Lee Jae Gook bận rộn, họ vẫn có thời gian cho nhau tại cả Seoul và Milan. Người trong ngành tiết lộ, tôi nghĩ khá đúng khi nói họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Họ đã rơi vào lưới tình ngay khoảnh khắc gặp nhau tại show thời trang của Prada. Dù Karina hiện đang sống ở ký túc xá của Espa, khi có thời gian, cặp đôi luôn cố gắng tận hưởng những buổi hẹn hò lãng mạn. Karina thường gặp Lee Jae Gook tại khu nhà của nam diễn viên. Lee Spark đã bắt gặp nữ idol gần khu nhà của bạn trai lúc đêm muộn. Lee Spark cũng nhắc lại về hình mẫu bạn trai lý tưởng của Karina trước đây, tóc đen, có bàn tay và bàn chân to, cao hơn 180cm, điển trai và lịch thiệp. Sau việc lấy chồng ngoại quốc, người sống sang chảnh, người được mẹ chồng chiều hết nấc, cuộc sống của các mỹ nhân Việt khiến công chúng ngưỡng mộ. Tìm thấy nửa kia là người ngoại quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ, lối sống, cái kết viên mãn đáng mơ ước. Đoan Trang về chung một nhà với ông xã doanh nhân người Thụy Điển năm 2012, sau 8 năm hẹn hò. 2 năm sau ngày cưới, cả hai chào đón con gái đầu lòng tên Son. 4 năm đầu hôn nhân, họ không ở cạnh nhau vì công việc của Johan phải thuyên chuyển liên tục giữa các nước. Đoan Trang được ông xã ủng hộ trong việc hoạt động nghệ thuật. Cô cùng chồng nhiều lần xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ tại Việt Nam. Năm 2021, hai mẹ con Đoan Trang chuyển sang Singapore định cư để tiện cho công việc của chồng. Nữ ca sĩ chia sẻ, ông xã luôn thấy biết ơn và thấy cảm kích vì vợ đồng ý sang nước ngoài. Cuộc sống hôn nhân của cô được khán giả ngưỡng mộ nhưng Đoan Trang từng thú nhận, sự khác biệt về văn hóa khiến vợ chồng nhiều lần bất hòa. Tuy thế, bằng tình yêu và sự trân trọng, cả hai cùng nhau thấu hiểu và vượt qua. Sau những mâu thuẫn, tranh luận thì anh là người khiến cho tôi trưởng thành hơn trong cuộc hôn nhân này, Đoan Trang nói. Lan Phương, mối tình đáng yêu của Lan Phương và ông xã người Anh từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nữ diễn viên từng tiết lộ, cô bị ấn tượng với chiều cao 2m của chồng. Họ hẹn hò chỉ sau 3 ngày gặp mặt, nửa năm sau thì đính hôn. Sau khi sinh con gái đầu lòng, nữ diễn viên vẫn hoạt động nghệ thuật năng nổ. Cô chia sẻ, ông xã ủng hộ đam mê nghệ thuật và không ghen khi cô đóng cảnh tình cảm với bạn diễn, nhưng sẽ tránh mặt. Lan Phương luôn cảm thấy may mắn khi được sống và làm việc tại Việt Nam dù chồng vẫn mong muốn sống tại quê anh. Nói về việc giữ lửa hôn nhân, cả hai luôn luôn lắng nghe đối phương và tìm cách giải quyết tốt nhất. Bên cạnh đó, con cái chính là sự kết nối tình yêu của cặp đôi. Con làm chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi có nhau, nữ diễn viên tâm sự. Thu Minh lấy chồng tương đối muộn lúc 34 tuổi. Cô và ông xã hơn 20 tuổi chính thức về chung một nhà sau 1 năm hẹn hò. Cả hai bí mật tổ chức hôn lễ tại Hà Lan năm 2012. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, ông xã cô là ông chủ lớn trong lĩnh vực kinh doanh và biết năm thứ tiếng. Từ khi kết hôn, cô cảm thấy như được thả lỏng, không còn vỏ bọc mạnh mẽ, tối ngày cày quất kiếm tiền như xưa. Giọng ca taxi tuổi từng bày tỏ về cuộc sống, lúc trước, chưa chồng, chưa con thì còn suy nghĩ lo xa muốn làm này, làm nọ nhiều chứ bây giờ với tôi, đỉnh cao của mình chính là giữ một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ đầy đủ sức khỏe, vợ chồng yêu thương nhau, con khỏe mạnh thông minh, lanh lợi, gia đình bình an hạnh phúc là chính. Vợ chồng Thu Minh và con trai gấu đang có cuộc sống hạnh phúc. Cô cập nhật cuộc sống đời thường bằng những vlog. Võ Hạ Trâm, 4 năm hôn nhân cùng ông xã người Ấn Độ, ca sĩ Võ Hạ Trâm khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ vì cuộc sống viên mãn, luôn được chồng chăm chút, nâng niu. Từ khi đón con gái đầu lòng vào hồi tháng 7 năm 2021, đời sống hôn nhân của cặp đôi càng thăng hoa hơn. Nữ ca sĩ được ông xã Vikas ủng hộ theo đuổi nghệ thuật, không yêu cầu cô chu toàn việc bếp núc. Cô luôn cảm thấy may mắn khi hai người đã tìm được nhau và cùng xây đắp hạnh phúc. Anh vẫn giữ đúng lời hứa, vẫn chân thành, bao dung, bảo vệ và yêu thương em như những gì anh đã nói trước khi mình đến với nhau, Võ Hạ Trâm viết cho chồng. Bên cạnh đó, Võ Hạ Trâm cũng được nhà chồng hết mực yêu thương. Cô tiết lộ mỗi khi sang Ấn Độ, cô được mẹ chồng chăm từng ly từng tí, thậm chí không muốn con dâu đụng chạm việc nhà cửa, chỉ muốn cô nghỉ ngơi thoải mái.